Ok, chào mọi người. Thì hôm nay học sẽ hướng dẫn cho mọi người cái tư thế đập cầu và cũng như cái cách đập, cái điểm tiếp xúc đập cầu và làm sao để chúng ta có một quả cầu đập nó chuẩn nhất, mạnh nhất và chính xác nhất. Đầu tiên thì em sẽ đập cầu này. Ok, chào mọi người. Thì hôm nay học sẽ hướng dẫn cho mọi người cái tư thế đập cầu và cũng như cái cách đập, cái điểm tiếp xúc đập cầu và làm sao để chúng ta có một quả cầu đập nó chuẩn nhất, mạnh nhất và chính xác nhất cho anh em. Thì hôm nay học sẽ hướng dẫn anh em từ cái tư thế. Ok, thì học muốn anh em biết, là đầu tiên là cái tư thế nhá, cái tư thế đập cầu á. Ok, thì đầu tiên thì cái chân không cùng với tay cầm vợt, anh em sẽ đứng trước, chân cùng với tay cầm vợt anh em đứng sau. Như thế anh em mình sẽ giơ lên như thế này. Ok, học đến thì học chia làm 3 giai đoạn nhá, 1, 2, 3 nhá. Thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn 1 là tư thế chuẩn bị nhá, người anh em đứng thẳng lên. Ok, chân không cùng với tay cầm vợt đứng trước, người đứng thẳng lên, được chưa, mắt nhìn về phía trước. Bây giờ tư thế 1 này. Tư thế 2 là anh em mình xoay vợt về, xoay vợt về, được chưa. Xoay vợt về thì muốn anh em mình như này, xoay vợt về nhá, xoay vợt về này, thì cái vai của anh em mình, cái vai của cái tay cầm vợt sẽ mở lách ra như này, anh em mở vợt ra như này, được chưa? Tay không cùng với tay cầm vợt vươn lên, hai tay đều vươn lên, được chưa? Vươn lên như thế này. Anh em lưu ý này, cái ai mà cầm chân tay phải á, thì cái vai ai mà cái vai cầm vợt nó sẽ thấp hơn cái vai không cầm vợt một chút. Như này, cân bằng như này, được chưa? Đó, rồi tiếp theo, khi anh em mình đánh thì anh em mình đây bước 2 nhá. Bước 1 này, tư thế chuẩn bị này. Bước 2 mở vợt ra này, vươn lên. Có nhiều người lưu ý này, có nhiều người đánh khi anh em mình mở vợt tập, có nhiều người cái lách cái vai của em mình khép như này là sai nhá. Có nhiều người dơ cao quá như này là sai. Đấy, anh em mình dơ, anh em mình mở vợt ra, cân bằng như này, được không? Ok, được chưa? Cân bằng như này nhá. Tư thế chuẩn bị này, 1, 2 xoay vật về, vươn lên. 3 thì 3 chúng ta xoay hông đồng thời nâng kiểu tay lên, vươn với thẳng lên phía trước, rồi lăn vào bên phía trái trước người. Còn làm lại này, tư thế chuẩn bị này, 1, 2 là mở vật ra, vươn lên. 3 xoay hông đồng thời nâng kiểu tay, vươn thẳng cái tay lên. Điểm tiếp xúc cầu ở đâu? Anh em hình dung nhá, anh em hình dung là ở trước mặt anh em mình có treo một quả cầu ở điểm cao nhất. Đấy, này, hình dung đây có một quả cầu này. Thì anh em mình, khi anh em mình mở vợt ra xoay về này, anh em xoay hông, nâng cổ tay, vươn hết lên. Điểm tiếp xúc cầu ở trước mặt, với nhau vươn thẳng này, vươn thẳng với ra phía trước, đánh xuống này, 1, 2, vươn lên, đánh xuống, về dưới chuẩn bị, 1, 2, xoay hông, nâng cổ tay, vươn thẳng lên nhá. Có nhiều anh em đập cầu á, chúng ta vung thế này sai nhá, còn anh em vung thế này là sai. Anh em nhớ này, tư thế chuẩn bị này, mở vợt ra này, chưa, đứng cho nó sao đẹp nhất, thẳng lên, đứng thả lỏng tự nhiên ra nhá, thả lỏng người tự nhiên ra, đừng cố gồng. Khi anh em học chia sẻ anh em này, khi anh em mình mở vợt ra thì chúng ta không có dùng lực gì hết, khi mở vợt ra đánh không có dùng lực gì hết. Khi anh em mình bắt đầu tiếp xúc vào quả cầu ở đây thì anh em mình điểm tiếp xúc ở trước mặt nhá, nhớ nhá, điểm tiếp xúc đập cầu nó mạnh nhất ở trước mặt này. Khi anh em mình mở vật ra thì anh em mình không có dùng lực. Khi anh em mình bắt đầu tiếp xúc vào quả cầu á thì anh em mình mới dùng lực một phát. Anh em mình về điểm tiếp xúc một phát này, vươn lên,
mở vật ra, đập một phát. Anh em mình càng một phát mạnh bao nhiêu thì cái lực đập anh em mình càng mạnh bấy nhiêu. Ok chưa? Không, làm lại một lần nữa anh em xem nhá. Tiếp mình nhá. Mở vật ra này, chưa? Mở vật ra này. Xoay vươn lên. Đấy. Mở vật ra. Vươn thẳng lên. Vươn thẳng lên nhá. Vươn thẳng hết cái tay lên với ra phía trước. Điểm tiếp xúc cầu ở trước mặt và cơ thể chúng ta chắc lại, đừng có gồng nhá. Thả lỏng ra. Đấy, vươn lên. 1 2 đấy. Được chưa? 2 đấy. 1 2 đấy. Ok. Thì Ngọc chia sẻ cái đấy. Ngọc chia sẻ anh em mà cái lực anh em mình đánh á, khi mở ra chúng ta phải giữ nguyên mô hình như này luôn. Khi chúng ta tiếp xúc vào cầu á thì chúng ta mới bùng phát lực, bùng phát lực mạnh lên. Hiểu chưa? Đập đừng có gồng nhá. Đừng có đập, đập cầu đừng có gồng cứ cười như này. Đừng có gồng cứ cười làm gì. Chúng ta thả lỏng tự nhiên ra, thả lỏng cơ thể ra. Và chúng ta đây, Ngọc sẽ làm mẫu anh em này. Cái con nhân phát này con tuyến bị này. Nó vẫn ra. Đập. Anh em thấy chưa? Khi chúng ta bắt đầu tiếp xúc của quả cầu á, thì chúng ta đột phát hết cái lực này ra. Hình dung là lại một lần nữa nhá. Anh lên bên quả thôi anh. Nó rất là đơn giản anh em ạ. Mà cơ thể anh em mình nhá, cơ thể anh em mình chắc chắn lên. Đập đầu, đập cầu đừng có ống đập này. Chia sẻ này. Đập cầu đừng có ống nghẹo này. Cơ thể chúng ta chắc chắn lên. Chắc chắn không phải là gồng đâu, chắc chắn lên này. Mở vật ra này. Chắc người là bùng phát lực ra đây. Mình này. Phát đầu cầu này. Thấy chưa? Đấy. Chúng ta để tiếp xúc cầu ở trước mặt này. Có nhiều tình huống nha mọi người nhá. Ví dụ trong trận đấu á, mọi người đánh á, tình huống cầu ở trước, ở trước mặt thì chúng ta phải di chuyển lên làm sao để cho cầu nó vào trước mặt chúng ta để chúng ta đánh. Cầu ở sâu quá hoặc đánh ở sâu thì chúng ta phải lùi, lùi về làm sao để cầu ở trước mặt thì chúng ta đánh để có một quả cầu nó chuẩn nhất. Ok đi ạ. Và đấy là cái kỹ thuật là đứng tại chỗ đập cầu. Ok, chia sẻ anh em cái thêm cái kỹ thuật bật lên đập cầu nhá. Em nhìn chân anh đúng không ạ? Ok anh em nhá. Đấy là đứng tại chỗ đập cầu. Học chia sẻ cho anh em cái di chuyển. Chúng ta di chuyển qua đập cầu nhá. Ok. Thì bây giờ chúng ta di chuyển ra như này. Tư thế bị này. Chưa? Hai chân song song bằng vai này. Chúng ta xoay chân về nhá. Khi bắt đầu đối phương đánh cầu sang chúng ta nhanh chóng chúng bật chân này. Chúng ta xoay chân về được không? Tư thế bị này. Học làm mẫu trước nhá. Tư thế bị này. Lùi về này. Bật chân lên, lên, đùi về, bật chân lên, học làm mẫu này, đùi xoay chân về, bật chân lên. Mọi người nhìn thấy ạ, anh vẫn phát cầu cho các bạn. Bây giờ anh làm mẫu cho anh em nhá, di chuyển đập cầu nhá. Kia chân nghỉ này, đùi về. Ok, đấy. Đấy là cái động tác di chuyển về đập cầu, bật chân lên nhá. Ok, thì bây giờ mình chia sẻ cho anh em cái nhá. Để anh em mình biết nhá. Ok, thì tư thế chuẩn bị này. Khi anh em nhìn thấy đối phương đánh cầu sang nhá, thì anh em mình tư thế mình này. Anh em nhanh chóng xoay cái chân cùng với tay cầm vợt về. Được chưa? Vợt anh em cũng mở ra như này. Rồi kết hợp anh em bật cổ chân, bật cổ chân nhá. Tư thế chuẩn bị này. Xoay chân về này, được chưa? Bật cổ chân này, bật cổ chân lên, hình dung chưa? Xoay về này, bật cổ chân lên, xoay về, bật cổ chân lên. Anh em lưu ý nhá, anh em mình nếu mà anh em chưa biết bật á, thì em chia sẻ cho anh em cái bài tập, em đứng tại chỗ anh em tập này, được chưa? Tập bật chân về nhá, bật chân này, cứ tập như này, cứ đánh. Thì chúng ta sẽ có một kết quả bật lên nhá. Đấy, nếu anh em mình chưa biết bật chân về thì anh em mình sẽ tập thêm bài đấy. Thì như thế là mình này.
xoay chân về, bật chân lên và chạy lên phía trước. Nhớ là khi chúng ta lùi về đọc á, xoay chân này, chúng ta bật chân lên thì người chúng ta phải có cái xu hướng là tiến về phía trước. Có nhiều người, lùi về bật tụt tít ra sau, anh em lùi này đập này tụt tít ra sau thì thế là sai nhá mọi người nhá. Đập cầu á, anh em mình mở bật ra này, đập xong anh em mình người trọng tâm phải hướng lên phía trước chứ đừng có đập đập tụt tít như này thế là sai nhá. Ok, đấy là ông chia sẻ hai cái cách đập cầu Hồng muốn anh em biết để anh em mình có một cái quả đập cầu đó chính xác nhất và mạnh nhất. Ok, nếu anh em thấy video này hay thì anh em mình hãy ấn nút theo dõi kênh YouTube và đăng ký giúp Học nha. Và hãy giúp Học chia sẻ cái video này để cho nhiều người bạn bè biết đến. Ok, thì mọi người xem, trong quá trình xem thì mọi người có những cái gì mọi người sẽ góp ý cho Học, và có những Học muốn Học dạy một kỹ thuật gì đấy thì mọi người hãy comment xuống bài viết để Học sẽ làm video hướng dẫn mọi người nha. Ok, bye bye tất cả anh em. Học là một vận động viên phong trào nha. Nhưng thật sự Học rất đam mê. Học có một lời khuyên dành cho tất cả mọi người cũng như tất cả các bạn trẻ, những ai đang theo đuổi cái niềm đam mê cầu lông này. Các bạn hãy cố gắng lên, các bạn hãy chăm chỉ lên, luôn luôn học hỏi mỗi ngày, rèn luyện để phát triển bản thân mỗi ngày. Các bạn hãy học từ những người giỏi hơn mình. Đừng sợ thất bại, hãy cảm ơn những thất bại, vì những thất bại sẽ cho ta những bài học quý giá để ta có thể tích lũy kinh nghiệm, để ta có thể trưởng thành hơn. Đằng nào thì cũng chỉ sống có một cuộc đời duy nhất thôi. Các bạn hãy đam mê mãnh liệt lên, hãy luôn luôn cố gắng tập luyện, rèn luyện và hãy làm những điều mình thích. Các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng sợ thất bại, đừng sợ thất bại. Và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích với bạn, hãy giúp Học chia sẻ để cho tất cả những ai đang có cùng niềm đam mê như Học, như bạn và như chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện, cố gắng phát triển bản thân mỗi ngày để chúng ta có thể trở lên tốt hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những lời chia sẻ thật lòng, chân thành nhất của Học. Học muốn dành những lời này đến cho tất cả những bạn trẻ đang có cùng niềm đam mê giống Học. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nha. Xin chào tất cả các bạn và chúc cho các bạn một buổi tối, một ngày mới tràn đầy năng lượng.